khác biệt ngay. Bởi bàn hay gì thì không mắc là hai bàn. Alo, đây là trận đấu chung kết đầu tiên cho cặp BB và No 1. Vâng, cặp đấu này thì cặp với nhau từ rất lâu rồi. Cặp với nhau từ hồi mà ông thủ Mỹ Đình và Vên Lớp, cái hồi kèo ký hợp đồng cả năm đấy. Vâng, ký hợp đồng cả năm, nhưng cuối cùng và Vên Lớp và Văn Mỹ Đình đánh cho BB và No 1 phải hủy hợp đồng và đền bù một thiệt hại là quá lớn. Đây chính Vên Lớp và Mỹ Đình mới là người nơi nuôi dưỡng những thủ BB lên những team trình top 1. Hai AC đối đầu với một bờ một pan. Chắc chắn là ưu thế thuộc về một bơ một pan rồi. Những bài Gunny là bài hốc siêu đẹp. Và đây liệu có phải một bài mà liệu đây có phải bài mà lần trước đánh rồi không? Các anh đang đi dò kiểu này là dò như kiểu là nhớ map rồi. Dò nhớ map. Vâng, dò kiểu này là dò đúng kiểu nhớ map rồi. Có vòi, dò không khác dưới map, các bạn thấy là vào pha dò siêu ảo của tất cả em thủ luôn. Gunny thì đẩy một phát súng sát mép bản đồ, còn Vlup phi thẳng ra bầy yêu và con vòi ăn. Có đủ đồ luôn, vâng, Gunny đã đủ đồ. Tôi không hiểu nổi thủ Gunny. Đây anh phi ảo. Đúng là bài nhớ map luôn. Bài đủ hết đồ dành cho AC rồi. Hai AC tất cả đều đã đủ đồ. Văn Lớp. Vâng, Văn Lớp cần thêm một đồ nữa thôi. Cần thêm bãi quả phụ nữa rồi thì phải. Khi bài anh hiểu vòng cũng đã có hết rồi. Và không biết là đánh cái gì. Bài Gunny là bài siêu giàu. Bài Gunny siêu giàu. Không biết Persian là có khỏe không. Một Per Pan sức phũ phàng là không phải nói rồi. Gunny, một bầy, một đôi voi, một bãi quả phụ, một bầy hiêu đầu, hóc đẹp. Và xem Gunny sẽ đánh tốt không trong trận đấu mà quân thì, vâng, quân chưa biết đâu mà lần thôi. Vâng, các bạn thấy là nếu mà Perpan không có đột biến thì chắc chắn là lợi thế thuộc về 2 AC rồi. Nhưng nếu mà Perpan đột biến thì thực sự là khủng khiếp với khả năng đột biến của hai loại xém siêu tuyển này. Các bạn thấy Gunny dò những pha siêu ảo, tôi không hiểu sao anh có thể dò những pha ảo diệu như vậy được. Không nhớ map thì cứ thôi. Vâng, một trận đấu Gunny sẽ ép siêu tốt đây. Siêu tốt đây. Không biết game thủ nào sẽ người đánh cung. Vài lớp cũng đã đủ đồ. Về lớp cũng đã đủ đồ. Vâng, hai game thủ đều là full đồ luôn. Hốc là siêu đẹp dành cho hai người. Họ xem Gunny. Gunny đánh chém. Gunny đánh chém rồi. Vâng, thế là tầm 7 bao nhiêu? Vâng, cân pơ 7-20 với 2-3 nông dân. Vâng, bài pơ Gunny cân pơ. AC cân pơ trận đấu này 7-2x kích, một trận kích 9 của Gunny cầm AC. Quan trọng là 30 ran thôi. Thấy bảo trận đấu này nếu mà nhớ map thì rất nhiều chim đận ngồi đây bảo là nhớ map. Bài pan rất giàu, còn bài pơ thì một bài bình thường. Tôi không biết được thôi. Bài vàng mắc bình hốc là cũng đẹp luôn. BS đóng đẹp, vâng, tất cả mọi thứ đều đẹp cả. Vâng, khung răng nửa nhà luôn. Răng tất cả nhà sát vào nhà chính luôn. Vên Lớp là người có hốc 26. Khung nhà vào phía nhà em thủ Gunny. Gunny kích 9 trong trận đấu này. Không. Vâng, Pơ chưa thể lên đời được. Bài Pơ vẫn đang xin dân. Bài Pơ vẫn đang xin dân. Một trận đấu mà Gunny sẽ kích cuối 9 đầu 10. Pơ trận này cũng sớm thì phải là 10 cuối 10 đầu 11. Vâng, 10-06 với 23 nông dân. Bài siêu khung siêu khỏe. Văn Lớp 26, một trận đấu với Lớp kích cuối 10. Bài rất khủng, khủng siêu đẹp.
Ba Milan gặp nhà Vlop khả năng vẫn hoảng. Kích luôn 14-4 với 26 nông dân Mắc Bình. Vâng, nó một lên sớm, liệu nó một có chém được gì không? Cái bài game thủ Vlop là siêu siêu khủng. Vâng, trận đấu này thì khung nhà xong rồi, nó một khả năng hoảng. Nó một mà gần đến Vlop khả năng nó một phế siêu khung rồi. Muốn đi vòng. Gunny, thì ra Gunny gần nó một. No 1 lên đời là quá sớm, 11 năm mic đã lên đời, một trận đấu là 9 siêu sớm. Nhưng tôi nghĩ là No 1 cũng sẽ phế thôi. No 1 cũng sẽ phế khi gặp hai bài AC là siêu khung. Gặp hai AC siêu khung, No 1 cũng sẽ phế thôi. Cứ thủ phù là người. Vlop chỉ cần khỏe thôi, bài BB dường như không tính chất thi đấu. Vẫn hở, hai cái kia vẫn hở, có ai bảo không, tôi sợ bên dưới chim lợn lắm mấy ông. Tôi thề luôn, mấy cái ông chim lợn bên dưới không thể ngửi nổi, chỉ biết ăn đi. Đâm mì luôn, đâm mì luôn. Nghiệt rồi, đang bị bắt ăn hoang. Chưa biết đâu một lần đâu. BB chưa thể lên đời. BB 12 kích. Percent 12 kích đời kìa. Gunny đang đâm mi luôn vào nhà game thủ cầm pan. Parmelan không có phù, Parmelan oảng luôn. Tuần này Parmelan không có phù, Parmelan chết luôn, không phải nói nhiều. Có giáp cho gì chưa? Có giáp phát khả năng nó một chết luôn. Ui, nằm thao trước bánh xe. Thì tí bây giờ thì nằm thao. Kín nhà rồi. Ai chứ 42 mà có phù thủ y công. Game thủ Gunny vẫn đang rất chắc bài trong trận đấu này. Và về lớp thì nguyên hình nguyên khổ. Về lớp nguyên hình nguyên khổ. Tôi bảo mà No 1 cuối cùng lên sớm thì cũng chế thế thôi. No 1 cuối cùng kích 9 siêu sớm, 11 năm x lên đời nhưng cuối cùng chả chém được ai. Bây giờ vì đâm mì lăn quay là chết. Bơm vàng cho ông thủ về lớp luôn. Có bánh xe. Nhưng bây giờ pan bơ âm đồ. Có bánh xe chả gì gì cả. Bài các bạn thấy bài No 1 nó giàu khủng khiếp như nào. Bãi quả phù còn chưa thèm ăn cơ. Bây giờ thì nông dân khởi nghĩa bởi những con lạc đà công thủ đầy đủ. No 1 đánh biết đánh ấy. Quyết luôn. 3-2 3-0 luôn. Quá kinh khủng dành cho cặp đôi Gunny và Vlop. Đúng là các anh muốn giết tôi đây mà. Giết chết tôi xong các anh mới trở lại đây mà.